Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Yoga with Brian. Trong ngày hôm nay, Brian rất vui sẽ được chia sẻ với các bạn 7 cách để chúng ta căng giãn cơ. 7 bài tập căng giãn cơ này đã được Brian áp dụng trong tất cả quá trình luyện tập của mình và đem lại những hiệu quả rất là tích cực. Trước khi bắt đầu các bài tập ngày hôm nay, hãy cùng Brian điểm lại lợi ích của việc duỗi cơ bắp là như thế nào nhé. Đối với các bạn nam, chúng ta thường thực hiện những bài tập sử dụng rất nhiều cơ bắp. Việc căng duỗi cơ sẽ làm cho máu đi qua những tổn thương trên cơ bắp của mình, giúp cho cơ bắp hồi phục nhanh hơn và tái tạo lại lượng cơ mới, giúp tăng sức mạnh cho bạn nhiều hơn. Đối với các bạn có công việc mà chúng ta ngồi trong một tư thế ngày này qua ngày khác, việc căng duỗi sẽ giúp chúng ta cố định lại và cân bằng lại phần cột sống của mình, giúp cho chúng ta không trở nên gù quá hoặc không ưỡn quá, cân đối hai bên cơ thể. Đối với một số môn thể thao mà các bạn thường chơi, ví dụ như là tennis, cầu lông hoặc là đánh golf, thì chúng ta sẽ thường bị nghiêng người quá về một bên. Việc luyện tập căng duỗi sẽ giúp cho cả hai bên cơ thể được cân bằng đều nhau. Và đặc biệt lợi ích cuối cùng của việc căng duỗi cơ là sẽ làm cho cơ thể chúng ta linh hoạt hơn, từ đó chúng ta di chuyển uyển chuyển hơn, đẹp hơn và tránh được chấn thương trong cuộc sống. Một số trường hợp hay bị chấn thương trong cuộc sống vì chúng ta không căng duỗi cơ, ví dụ như chấn thương phần lưng dưới, thoát vị đĩa đệm. Những phần này do chúng ta không căng duỗi lưng sau và không căng duỗi phần gân khoeo ngay phía sau chân của mình, dẫn tới cho phần lưng của mình chịu nhiều áp lực hơn và khiến cho chúng ta thường bị thoát vị đĩa đệm hoặc bị đau phần lưng dưới của mình. Nếu các bạn đang bị đau lưng dưới thì hãy cùng xem đường link dưới video clip này để hiểu rõ hơn nguyên nhân và cách chữa trị nhé. Còn bây giờ là top 7 bài tập giãn cơ bạn nên tập mỗi ngày. Bài tập đầu tiên là bài tập ngồi và xoay duỗi phần thân trên của mình. Bài tập này có thể thực hiện một cách dễ dàng bằng cách ngồi với hai chân xếp bằng ngay phía trước. Và từ tư thế này chúng ta xoay người để cho toàn bộ phần cột sống của mình từ phía dưới, lưng giữa và lưng trên đều được xoay nhẹ nhàng. Ánh mắt của mình nhìn về phía sau, ma tay của mình đặt về phía sau lưng và xoay toàn bộ lưng, mở vai của mình ra để mỗi hơi thở chúng ta hít vào thật căng trong lồng ngực của mình và từ đó tạo ra một cái lực mở ngực của mình. Việc xoay duỗi phần cột sống của mình sẽ mang chúng lại với trạng thái cân bằng nhất, ổn nhất và khỏe khoắn nhất. Động tác căng cơ tiếp theo mà Brian hướng dẫn các bạn thực hiện đó là động tác mở vai của mình. Mở vai có rất nhiều các biến thể khác nhau. Tuy nhiên các bạn có thể thực hiện một tư thế mở vai khá là dễ dàng. Đó là chúng ta đẩy hai tay về phía sau, đan tay ngay phía sau vai của mình và đẩy phần bàn tay của mình ra càng xa vai càng tốt, mở căng lồng ngực của mình. Chúng ta có thể kết hợp với việc gập người về phía trước. Như các bạn cũng thấy thì trong quá trình mà chúng ta làm việc và đi tới công sở hàng ngày thì động tác mà chúng ta làm nhiều nhất là phải đánh máy, khiến cho vai và lưng của chúng ta thường bị khom về phía trước, hai bàn tay dồn về phía trước để tập trung vào trong cái phần bàn phím của mình, dẫn cho vai, lưng của mình bị gù và bị gập về phía trước quá nhiều. Việc căng mở cơ ngực không những giúp cho ngực của mình mở ra tư thế ngồi tự nhiên hơn mà còn mang nhiều oxy hơn vào trong phổi của mình, tối ưu hóa hệ hô hấp. Động tác căng duỗi thứ ba các bạn nên thực hiện là động tác ngã người về sau. Những động tác ngã người về sau tiếng Anh còn gọi là back bend có tác dụng làm cho cột sống của chúng ta trở nên linh hoạt hơn và trở nên khỏe khoắn hơn. Trong tư thế ngã về phía sau, các cột sống được đưa vào tư thế tự nhiên nhất, thoải mái nhất và từ đó thì có một cái độ duỗi nhất định ở giữa các phần cột sống của mình, tạo ra khoảng không thoải mái để máu chảy vào sâu ở giữa các phần đốt sống của mình, mang lại nhiều oxy và nuôi dưỡng cột sống của mình. Ngoài động tác ngã người ra sau thì các bạn còn có thể duỗi bằng cách là ngã người qua bên tay phải hoặc là ngã người qua bên tay trái, đều mang lại tác dụng là đưa oxy nhiều hơn vào phần lườn của cơ thể. Động tác thứ tư mà chúng ta nên thực hiện căng duỗi mỗi ngày là tư thế gập người. Chúng ta có thể gặp người đứng hoặc là gặp người trong tư thế ngồi, miễn sao mang lại sự thoải mái và từ đó
căng duỗi phần cơ vai lưng ở ngay phía sau cơ thể, đồng thời căng duỗi phần cơ gân khoeo ở ngay phía sau chân của mình. Động tác gập người về phía trước là động tác hoàn toàn trái lại với tư thế ngã người về phía sau. Hai tư thế này khi kết hợp với nhau sẽ làm căng duỗi toàn bộ cơ thể ở phía trước và ở phía sau cơ thể của mình, mang lại cho các bạn nhiều oxy và nhiều sự hồi phục dành cho cơ bắp ở ngay phía trước và phía sau cơ thể. Động tác căng duỗi thứ 5 là động tác mà Brian rất là ưa thích, là động tác con chim bồ câu. Trong tư thế con chim bồ câu thì chúng ta hoàn toàn căng duỗi phần chân của mình. Đối với các bạn phải chạy, nhảy hoặc là chúng ta thực hiện những công việc mà phải đứng quá nhiều trong một ngày làm việc thì tư thế này là tư thế vàng dành cho các bạn đó. Các bạn chỉ việc thực hiện tư thế này bằng cách đẩy chân về phía trước, chéo chân qua một bên, đồng thời hạ thấp hông của mình xuống và từ từ để cho trọng lực kéo sâu cơ thể của mình xuống. Khi vào tư thế con bồ câu này thì chúng ta cảm nhận sự căng duỗi ở phần cơ ở ngay phía ngoài chân của mình, đồng thời có một sự mở hông nhẹ nhàng mang lại cho phần hông của chúng ta một sự thoải mái nhất định. Động tác thứ 6 mà Brian muốn các bạn thực hiện mỗi ngày đó là động tác ngồi theo kiểu Á Châu. Động tác ngồi theo kiểu Á Châu không những giúp cho phần hông của chúng ta được mở rộng một cách dễ dàng, tự nhiên, mà động tác này còn giúp cho phần lưng của chúng ta được trở nên thoải mái và thẳng hơn. Trong tư thế này chúng ta hãy chú ý dùng hai cùi chỏ đẩy sang hai bên của phần cẳng chân của mình, giúp cho hông của mình được mở ra rộng hơn. Ngồi sâu xuống để chân của mình chạm vào gần với lại mắt cá chân nhất có thể. Tư thế này mở toàn bộ phần hông ở ngay phía trước chân của mình. Và một tư thế cuối cùng Brian muốn các bạn thực hiện mỗi ngày để tăng cường sức khỏe đó là tư thế đu xà. Trong tư thế đu xà này chúng ta không cần phải có một sự cố gắng nào ngoài việc chúng ta bám thật chắc vào phần xà, còn toàn bộ phần trọng lực của mình được kéo xuống và tạo ra một sự căng duỗi tự nhiên. Các bạn chỉ cần thực hiện tư thế đu xà này lên trong khoảng 5 hoặc là 10 hơi thở mỗi ngày và cảm nhận phần tay, vai, ngực, bụng và chân của mình được kéo giãn ra một cách tự nhiên nhất. Tư thế kéo giãn theo cách đu xà này sẽ kéo giãn cơ thể theo chiều dọc. Ngoài tác dụng là làm giãn cơ toàn thân, còn có tác dụng là tăng chiều cao đối với một số bạn. Như vậy là Brian vừa mới hoàn tất việc hướng dẫn 7 bài tập căng duỗi cơ mà bạn có thể thực hiện mỗi ngày. Trong thời gian đầu thì bạn không nhất thiết phải thực hiện 7 bài tập này trong cùng một lúc, mà bạn có thể mỗi ngày thử từ 2 đến 3 động tác và xem lợi ích mà những động tác này mang lại là như thế nào nhé. Và nếu mà những động tác này có giúp ích cho sức khỏe của bạn thì hãy comment ở ngay phía dưới chia sẻ cho Brian biết là những động tác này đã thay đổi cuộc sống của bạn và giúp bạn khỏe hơn như thế nào. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Nếu video clip này hay thì mời các bạn hãy nhấn like và subscribe để nhận thêm nhiều thông báo khi có những video clip như thế này nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.